Kính đại đức, ngày xưa Đức Thế Tôn và các vị thượng thủ thanh văn, các ngài có khó tính với hàng cư sĩ như một số vị sư ngày nay không ạ? Sư không biết khó tính ở đây là khó tính như thế nào. Sư chưa biết mà sư thấy cái sự cà khịa không hề nhẹ ở đây. Hãy cẩn trọng đối với tâm của mình. Còn cho nên sư mới nói là không biết quý vị nói cái khó đó là khó như thế nào. Sư dẫn kinh tạng một số trường hợp cho quý vị thấy là sư không biết là quý vị sẽ nhìn nhận cái đó như thế nào. Là có một lần những cái người cư sĩ đi đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ở trong am thất và ngài hỏi ngài Ananda, cái gì mà ồn ào như vậy? Ngài biết nhưng ngài vẫn hỏi. Ngài Ananda nói là Bạch Thế Tôn, là có những người cư sĩ đến thăm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói hãy để cho các vị đó đi về, hãy để cho họ bên ngoài tịnh xá, để cho họ vui với cái sự cái gì, tự hào của họ, để mà họ ồn ào như thế, cứ để họ vui cái đó đi. Đừng có vào đây quấy rầy Như Lai. Tức là cái kiểu Phật tử của mình đi vào chùa mà ồn ào á, nói chuyện á, tiễn ra khỏi cổng chùa. Như vậy quý vị đánh giá Đức Thế Tôn đối với hàng cư sĩ như thế nào? Bây giờ quý vị vào chùa có ai đuổi quý vị không? Vào chùa mình làm ồn, chạy xe vào chùa, vào chùa nói chuyện phiếm, vào chùa làm đủ mọi thứ ồn ào náo động hết, có ai đuổi quý vị không? Mà quý vị kêu mấy sư khó tính, muốn mấy sư làm y như Phật không? Tức là vô chùa mà làm ồn là đi ra ngoài, muốn không? Rồi hoặc như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, khi ngài gặp một người phá giới mà gặp để mà chia sẻ cúng dường ngài, ngài bỏ đi. Gặp người phá giới mà cúng dường ngài, ngài bỏ đi. Bây giờ quý vị đến chùa cúng dường các sư, các sư có xem xét lý lịch của quý vị là quý vị có được những thứ đó là nó hợp pháp hay không hợp pháp, có giữ giới hay không? Muốn các sư cư xử y chang trường hợp ngày Xá Lợi Phất không? Rồi trường hợp mà cư sĩ mà phá giới nha, cư sĩ mà phá giới là các ngài bỏ đi không tiếc. Thậm chí ở cái vùng đó cư sĩ mà họ phá giới, các vị, các ngài cũng bỏ đi sang chú xứ khác, không nói năng tiếng nào, cho bỏ đi chú xứ khác. Quý vị có muốn như vậy hay không? Có muốn các sư đối xử với quý vị như vậy hay không? Mà cái kiểu của mình giới cứ mất hoài, thọ ngày hôm trước là hôm sau lại phá giới. Mình chủ động phá giới chứ không phải là ai đó bắt ép mình. Ai nói quý vị tiếng nào không? Rồi hồi xưa đó, vào thời Đức Phật, gặp Phật nghe, gặp hai vị thượng thủ thinh văn nghe, không bao giờ các ngài ngồi mà nói chuyện phiếm. Quý vị bây giờ vào chùa gặp các vị sư, tôi xin lỗi chứ nhiều trường hợp vô ngồi tán dóc hết ngày, mang tiếng là Phật tử chùa, Phật tử ruột của chùa, vô chùa ngồi tán dóc không? Gặp kiếm mấy ông sư ngồi tám chuyện tán dóc trên trời dưới đất. Hoặc là ngồi quý vị gặp gặp nhau, có khi là gặp nhau ở ngoài quán cà phê nó tốn tiền, vô chùa gặp cho nó thoải mái, không ai nói gì hết. Rồi vô chổng mình tán dóc với nhau, xin thương nha. Thời Phật là đuổi thẳng cổ, và thời Phật là các sư không bao giờ có chuyện ngồi tán dóc với quý vị đâu.
Vậy bây giờ đối với quý vị là các sư khó hay không khó? Có muốn giống vậy không? Mà sư không ngồi sư tán dóc với quý vị là nhiều người đã kêu sư khó rồi. Ở đó là chưa kể vào thời Đức Phật, Đức Thế Tôn và hai vị thượng thủ Thanh Văn không bao giờ mời nước mời bánh quý vị đâu. Vô chùa là không bao giờ mời nước mời bánh đâu. Bây giờ đi vào chùa mà xin thưa, một số chùa đi vô mà không thấy có nước có bánh đem ra đãi mình là thấy không vui rồi. Thì như vậy là thời Phật có khó không? Hay là thời nay mình dễ dãi quá, rồi mình thấy chư tăng giữ giới tí xíu là mình thấy chư tăng khó, chư tăng hành theo một chút xíu cái lời dạy của Phật là mình thấy chư tăng khó. Thời của Phật không bao giờ một vị tỷ kheo gặp riêng người phụ nữ nói cho mà biết. Thời nay như thế nào, vậy có khó không? Thì đó là những cái nhận xét của sư, rồi tự quý vị đánh giá coi là rốt cuộc là hồi xưa Phật có khó hay là không. Mà báo trước là Phật thương chúng sanh như con, mà không hiểu hồi xưa chúng sanh như thế nào, chứ thời nay chúng sanh là cũng có đủ hạng hết trơn hết trọi. Cho nên là